dụng của nó là như thế nào rồi. Noel nó vẫn bán giá hơn triệu anh em nhé. Noel nó vẫn bán với giá hơn triệu mà nó chưa thèm giảm, như không thèm sale thì phải biết rằng là Noel nó ở trình trình nào rồi. Nó mới còn tốt à? Đó, Noel vẫn tốt mà. TI6 E5 nó tốt nhưng mà nó hết đát, hiểu không? Do không bán được hàng ấy. Lẽ ra bây giờ ấy, con Noel phải gỡ khỏi cửa hàng game đi, cho con E75 vào đấy. Còn Noel trở thành hàng bán gì? Hàng bán tiền mặt ấy. Đấy. Thế mới gọi là doanh thu. Như là đã làm với con 50TB này, 50TB hết hết bán bằng tiền mặt, không ai mua nữa, là ném vào trong gì cơ, ném vào trong chợ đen nhá, giá mấy nghìn vàng xong, thế là chuẩn bị là đợt vừa rồi lại lại caravan lại bán nữa, xong cuối cùng giờ là ném vào trong sơ đồ công nghệ đấy. Mà tại vì prototype đấy, nói chung là những con gì hết giá thì mua lên lên thay đi, thay một con khác cho vui vẻ, vui vui cửa vui nhà. Bây giờ con nào đang kề bài xỉn nhất ông? Đấy, lại hỏi câu này. Tám nữa. Hỏi câu này. Tôi hỏi để biết rồi. Đã, lời nữa. Khi mà tôi đổ đoá lên thì mấy ông đấy đã bảo là còn tùy thuộc vào các ông nữa. Còn lại video của tôi nói thì chỉ có ba con là ngon nhất. Lấy MT thôi, nói chung là nhiều loại mà. Thì MT thì con Bro 46, Bo KBZ, tôi là tôi để con KBZ. Lẽ ra là top 3 là Chimera, Chimera, nhưng mà Chimera nó không cài được bạc, thế là thành ra là con KBZ nó lên. Tích đi, không nói nhiều. Tích phát nữa chăng? Thằng Yên 4 này. Thằng Yên 4 bắn chán rồi. đang trêu nó, trêu nó. Nó mất nhiều máu phết mà. Thằng T34, T44-100 mình bắn tốt rồi này. Nó đang sử dụng vàng để bắn thằng Yên 4 này. Đấy, lại xuyên kìa. Đấy. Phê vậy cơ mà. Giờ cái server nó chắc cũng đánh bài. Yên 4 đang bị T44-100 hành cái này. Hành ra bã luôn đây này. Ui. Ôi dồi, chết rồi. T44 còn lại rồi. Yên 2 cầm sốc nha. Còn chưa căn cứ, Bò vừa bị đấm cho. Đau quên. Hỏi hai ông ơi, từ từ nhá, đi ngang qua cẩn thận đấy. Đây này, cái đoạn này có thể bắn sang này, cẩn thận nhá. Thôi về căn cứ. Bà 30 giây anh ơi. Anh tạc, đánh tạc qua được. Nó bị làm sao? Tôi là Caliban bố ơi, tôi phá cái gì? Phải phá. Trượt lắm. Vào đi. Phải vào rồi. Không vào đéo được mà. Còn 12 giây kìa, 10 giây kìa, vào đi. Rồi còn đứng ngoài nữa là tất cả đám rồi. Thôi, phá rồi. Phá nhận chết rồi nè. Mày đây. Lại đi lên nè, STRV tạp post mình làm rồi mấy anh em. Kìa, cẩn thận. Chết rồi ơi. Thôi chết cũng được, sao đâu. Đâu. Ừ. Phá bà thì ông phá đúng không? Ừ. Thế là ngon rồi. Không cần đòi hỏi mình nhiều nữa. Mình vừa bị thằng bố mà bưu soi à? Gì vậy? Ảo nhỉ? Tao muốn đi móc thằng S2 quá. Ui. Tao đã cập bóc được. Nhưng mà chưa biết là thằng WZ44 đang ngắm ở đâu và nó đang ngắm ở đâu. Ừ. Giờ chạy qua là chọc xích giờ. Con đấy bắn nhanh lắm đấy, 5 giây một viên 300 ấy. Đây rồi, nói rồi.
với hai cục stock á, với hai cục stock á, bán đi. Stock à? Ờ thế stock không bảo sao. Em nói nãy giờ mà, nghe à. Yeah. Nói gì hai lần. Ủa có chạy gì cơ. Double kill. Anh em thấy Kaliba thế nào? Anh em thấy Kaliba thế nào? Làm quả double kill thằng WZ nữa chắc. Ê, bốn tới bốn. Rồi biết rồi, biết rồi, biết rồi. Trơn, nạp mẹ hai quả double kill biết làm đại bao nhiêu giây không? Bốn chục. Thằng mổ bốn phải bắn bốn viên này. Rồi, lộ rồi. Không vừa bị lộ ai. À, ai soi nhở? Mổ bốn soi. Không phải. Leo soi, leo soi, leo soi, leo soi, leo soi. Leo soi Nó quay lại. Tiếp. Ui quả đấy không xuyên nhờ, hai quả đấy bắn vào đít không xuyên, cày thế. Anh nhắn nghe hùng. Biết rồi, bắn bông nhưng mà quả đạn đấy nó đỏ mà, tôi cũng định ăn quả 50-50. Nhưng mà quả đấy là tôi chí đấy, tôi biết thừa thằng ấy quay xe chậm rồi. chơi rồi mà biết thằng đấy xoay xe chậm là tôi lừa tôi phóng ra kiểu gì góc cua của nó sẽ thằng ấy chơi dở, đáng lẽ nó phải dừng lại nó bắn qua cái vật cản mới đúng. Sai lại mờ rồi, tuyệt vời anh em. Bắn Caliban thế này thì 1.400 ôi con này cày bạc tốt này, 125.000 bạc về quả đốc bột kêu vãi thật. Sen 7 bất ngờ đấy. Ông Sen 7 bất ngờ mà. Để quay đít cho bắn. Ông ấy không bắn được viên nào này. Ai? Sen 7. Sen à. Ông ấy ngồi ông cáp mà. Ờ nó bố cáp. Mày bố cáp mày. Mà quả đấy không cháy nhở. Mày ngắm thế mà không cháy. Ai phát vào thông thân. Thế mà không cháy cho. Thằng YS4. Thử bố đi luôn này. Anh em muốn hiện luôn thì anh em sử dụng ứng dụng kỹ thuật nhé. Đây mình bảo anh em nào mà chưa học được 100% chuyên môn chính mà chưa được học kỹ năng kíp lái ấy, thì anh em dùng cái thuốc bổ thần kinh này, ứng dụng kỹ thuật này, anh em ném vào đây thì anh em sẽ được giác quan thứ 6 luôn, nhưng mà mỗi lần tốn 20.000 đúng không? Ừ.